Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Lại tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Mi nha. Sẽ có một số hoa giấy Mỹ mâm xôi 5 màu và một số dòng lửa giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Dạ em chào anh Thái. Em mến chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cái clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì rất mong clip hôm nay cũng được sự ủng hộ của chú anh chị. Em vô mã đầu tiên cây số 1 là cây tiểu đội ha cô chú anh chị. Đang chi chít búp bông rất là nhiều luôn. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 70. Hoành là hoành 13. Mã số 1 cây tiểu Ấn Độ này em xin giao lưu là 280.000, 280.000 cho cây tiểu Ấn Độ. Tiếp thêm lên mình mã số 2 là một cây Mỹ. Tán ngang cây này em đo là 54, chiều cao là 73. Hoành là hoành 12. Mã số 2 cây Mỹ 5 màu này em xin giao lưu với mức giá là 280.000. Có 4 màu Mỹ và 1 màu đỏ Thái hả cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã số 3. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao cũng 57. Hoành là hoành 13, mã số 3 này nó bị lỗi cái thằng ngay chỗ này cô chú anh chị, em để rẻ lại là 250.000. Quá đá quý anh chị em. Dạ. 250.000 đủ. Cái này đủ này 5 màu cây. Mỹ tím rin nè. Mỹ vàng, Mỹ cam, Mỹ trắng và Mỹ đỏ đồ cáo quý anh chị em. Dạ. Tiếp em lên cho mình mã số 4. Cái này 4 màu hả cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 67, chiều cao là 74, hoành là hoành 15. Mã số 4 này em cũng xin giao lưu với mức giá là 380.000. Cây này gồm có Mỹ tím rin, Mỹ cam, Mỹ đỏ. Tiếp em lên cho mình mã số 5. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 77, hoành là hoành 13. Mã số 5 em xin giao lưu với mức giá là 280.000 cho một cây trắng tiết. Tiếp em lên cho mình mã số 6 cũng là một cây trắng tiết luôn. Tán ngang cây này em đo là 59, chiều cao là 80, hoành là hoành 10. Mã số 6 cây trắng tiết này em xin giao lưu giá là 250.000. 250.000 cho mã số 6 cây trắng tiết. Tiếp em lên cho mình mã số 7 là một cây ghép nhiều màu. Gồm có tím tiết Red Villa và trắng tiết quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 80, chiều cao là 89, hoành là hoành 15. Mã số 7 cây ghép nhiều màu này em xin giao lưu giá là 400.000. 400.000 cho mã số 7. Tiếp em lên cho mình mã số 8. Tiếp tục là một cây ghép nhiều màu luôn. Vẫn là 3 màu siêu bông quý anh chị em. Trắng tuyết, tím tuyết và hồng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 90, chiều cao là 90 luôn. Hoành em đo vị trí này là hoành 13. Mã số 8 này em xin cho luôn với giá là 420.000. 420.000 cho mã số 8. Rực rỡ bông ha. Tiếp em lên cho mình mã số 9. Một cái kép 4 màu. Kép chùm của anh chị em. Dòng này đang siêu hot ha. Tán ngang cây này em đo là 85, chiều cao 1m15, hoành là hoành 16. Mã số 9 cây kép chùm 4 màu này em xin giao lưu với giá là 430.000. 430.000 cho mã số 9. Gồm có kép trắng nguyên trang, một cái màu trắng tinh khiết nha. Kép cam, kép đỏ, còn một màu nữa chưa lên.
tiếp em lên cho mình mã số 10. Một cây tím siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 40, chiều cao là 80. Hoành là hoành 10, mã số 10 cây cẩm thạch tím siêu hoa này em xin giao lưu với giá là 300.000. Rễ nó hơi bị chạy chạy ha cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã 11. Tiếp tục là một cây Mỹ quý anh chị em. Mỹ nhiều màu. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 76. Hoành là hoành 13. Mã 11 cây Mỹ này, 5 màu này em xin giao lưu với giá là 380.000. Cây này thì gồm có màu trắng, màu tím, màu cam, màu vàng và màu đỏ 5 màu nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt cái lô Mỹ 5 màu mâm xôi này thì ghép 5 màu, mà đôi khi nó có rớt thì tiếp em lên cho mình mã 12. Bao nhiêu màu nó nở thì mình tính bao nhiêu nha quý anh chị em. Một cây tiểu Ấn Độ. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 80. Hoành là hoành 14, mã 12 cây tiểu Ấn Độ này em xin giao luôn giá là 380.000. 380.000 cho mã 12 cây tiểu Ấn Độ. Thơm tàn đặc ha. Tiếp em lên cho mình mã 13. Một cây ghép nhiều màu. Lửa nhiều màu anh chị em. Gồm có cam lửa, đỏ lửa, trắng mã lai, cáo vàng. Tán ngang cây này em đo là 65, chiều cao là 88. Hoành là hoành 13, mã 13 cây ghép nhiều màu này em xin giao lưu với giá là 420.000. 420.000 cho mã 13. Một cây 4 màu. Tiếp em lên cho mình mã 14 là một cây đỏ rất bia. Tán ngang cây này em đo là 70, chiều cao là 82. Hoành là hoành 11. Mã 14 cây đỏ rít pizza này em xin giao lưu với giá là 300.000. 300.000 cho mã 14. Tiếp em lên cho mình mã 15. Một cây tiểu Ấn Độ già mùa anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 59, chiều cao là 82. Hoành là hoành 15. Mã 15 cây tiểu Ấn Độ này em cũng xin cho luôn giá là 380.000. 380.000 cho mã 15 cho cây tiểu Ấn Độ. Tiếp em lên cho mình mã 16 là một cây đỏ lửa. Một màu đỏ lửa. Tán ngang cây này em đo là 75, chiều cao là 72, hoành 11. Mã 16 cây đỏ lửa này em xin giao lưu mức giá là 300.000. 300.000 cho mã 16 cây đỏ lửa. Tiếp em lên cho mình mã 17. Tím tuyết, trắng tuyết, hồng tuyết, red pizza 4 màu siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 70, chiều cao là 75, hoành 13. Mã 17 cây ghép nhiều màu này em xin giao lưu mức giá là 400.000. 400.000 cho mã 17. Tiếp thêm lên cho mình mã 18. Tiếp tục là một cây lửa nhiều màu anh chị em. Cam lửa, đỏ lửa, ruby tím lửa, trắng lửa, cáo vàng, hồng lửa. Tán ngang cây này em đo là 74, chiều cao là 87. Phối nhiều màu rất là đẹp ha. Hoành là hoành 16. Mã 18 ha, em xin giao lưu với mức giá là 430.000. 430.000 cho mã 18. Tiếp em lên cho mình mã 19 là một cây giấy Mỹ. Tán ngang cây này em đo là 52, chiều cao là 70. Hoành là hoành 18. Mã 18. Cây giấy Mỹ này em xin giao lưu với mức giá là 430.000. 430.000 cho mã 18. Tiếp em lên cho mình mã 19 là một cây tím Pháp.
tán ngang cây này em đo là 72, chiều cao là 86, hoành là hoành 14, mã 19 cây tiếng Pháp này em xin giao lưu với mức giá là 360.000. 360.000 cho mã 19 cây tiếng Pháp. Tiếp em lên cho mình mã 20. Một cây kép của anh chị em, gồm có kép vàng, kép cam là 2, kép trắng là 3 và kép hồng là 4 quý anh chị em. Trắng này là trắng tinh khiết chứ không phải là trắng phớt hồng nha quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 73, chiều cao là 1m, hoành là hoành 16, mã 20 này em xin giao lưu mức giá là 430.000. 430.000 cho mã 20 cây kép 4 màu. Cuối clip em lên cho mình mã 21. Trắng mã lai, cam lửa và đỏ lửa. Tán ngang cây này em đo là 84, chiều cao là 88, hoành là hoành 14. Mã 21 này em xin giao lưu với mức giá là 400.000. Lên màu bông rất là sáng luôn cô chú anh chị. Giờ rồi mã 21 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip cảm ơn Thái, cảm ơn cô chú anh chị đã luôn xem cái kênh Thái cũng như là cái clip của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha vườn em mi. Đặc biệt thì những cái dòng nhiều màu ghép lúc nào thì nó cũng đôi khi nó cũng bị rớt bo nha quý cô chú anh chị em. Và khi mà lên clip thì mình luôn tính những cái màu đang có thực sự trên cây. Đôi khi về quý cô chú anh chị em mình có thể hơn nha. Tại vì những cái cây đang hoa thì mình tính những cái mặt hoa trên cây thôi. Rồi Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.